thì mình phải xem từng cái bạch hầu như thế nào, Bạch ho hầu, gà, ho gà, uốn uốn ván, ván, bại liệt, bại liệt, sởi. sởi. Thì chúng ta những cái mà thường là nó quan trọng và nó ảnh hưởng đến lâu dài, rubella, rồi uốn ván, là những cái mà chúng ta phải tiếp tục. Và đặc biệt nếu mà chúng ta nhắc lại, chúng ta phải nhớ từng tuổi nữa. Ví dụ như phụ nữ trước khi có thai, tiêm chủng mở rộng là nó có cái quy trình rồi ha, mình phải đọc chứ giờ mình không thể nói hết từng cái được. Vâng. Nhưng mà cái đó là tới cái phụ nữ chuẩn bị lập gia đình, những cái cần thiết cho bà mẹ cho con mình sau này: rubella, uốn ván, Uống ván. rồi những cái mà cần mà chúng ta khi là người lớn thì nó biến chủng cúm Cúm, cúm là mình một tiêm mỗi hàng năm. hàng năm được không? Tại vì cái nó cúm nó giống như con virus mà nó hay lắm, bữa nay nó về mai nó biến thể khác, mốt nó biến thể khác, là cúm ta phải Tiêm hàng năm. phải tiêm hàng năm. Dạ rồi ạ. Rồi vi trùng, chúng ta có cái nấm mộc cầu, Dạ. thì những cái mùa mùa hè chúng ta cũng nên tiêm lại. Dạ. Thì đó là những cái cần thiết cho chúng ta.